Giới tiên tri nhận định tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, âm lịch năm 2022 nhâm dần, đuổi vận gió to, vượt qua đại dịch dễ dàng. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng đều được đại cát đại lợi. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới có cơ may giàu có lên được. Trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần này thì chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng đang rất tò mò về vận trình của mình. Trong tháng 6 âm lịch này chúng ta sẽ có được những cái chuyển biến ra sao, là tốt hay là xấu. Thưa quý vị, các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 6 âm lịch này. Tiền bạc ùn ùn kéo về đền nhà, giàu có nhất vùng. Thưa quý vị, bởi vì do những người này được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ rất nhiều, nên con giáp này sẽ gặt hái được những thành công lớn lao, đáng kể trong tháng 6 âm lịch này. Sự thành công của con giáp này khiến cho không ít người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng bên cạnh đó đương nhiên là cũng không kém phần kính nể. Và trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chương trình chi tiết, quý vị đừng quên đăng ký kênh Phong thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi đăng tải trên kênh. Còn bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, chúng ta hãy cùng bước vào phần luận giải chi tiết về tử vi của những gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 6 âm lịch này quý vị nhé. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 mệnh sa trung thổ, có tinh thần cầu tiến lại chăm chỉ nhẫn nại. Luôn tích cực làm việc, không quản khó khăn, đầu óc tư duy linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều bỏ lửng giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Người tuổi Bính Thìn rất lương thiện, dễ mủi lòng, đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt không rõ ràng nên thường cuộc sống của họ khá bình yên tẻ nhạt. Thực ra người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho dân. Người tuổi Thìn sinh năm 1976 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần phải chú ý cách hành xử của mình và tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi trò chuyện với nửa kia, nên đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm sạn nứt. Xét về thiên can, Bính Dương hỏa gặp Đinh Âm hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn, trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 6 của tuổi Bính Thìn được dự đoán rằng những người sinh năm 1976 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn nỗ lực không ngừng, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công sức lao động của mọi người. Hãy có những cách cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Con giáp này luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong mọi công việc của mình chứ không chờ đợi bất kỳ ai và cũng không mong chờ được giúp đỡ. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các cấp nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp của mình. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. May mắn cho tài lộc, bạn sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng.
Việc bạn dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân cũng giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Người tuổi Bính Thìn rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo cho bạn những khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy nhiên, tình hình tài chính của tuổi Bính Thìn trong tháng có nhiều nguy cơ hao hụt do chi tiêu không có kế hoạch và còn vì cả tin nên dễ bị người khác lợi dụng. Có những thời điểm bạn tiêu tiền không cần suy nghĩ và tính hiếu thắng của mình. Đây cũng chính là một thói quen rất xấu mà bạn cần phải thay đổi tốt hơn, càng sớm càng tốt. Tiền bạc kiếm tiền bằng mồ hôi xương máu, cần phải quý trọng và chi tiêu sao cho hợp lý. Thời gian này tốt nhất không nên tham dự vào các dự án đầu tư bất động sản, tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Các dự án hợp tác cũng nên tìm hiểu kỹ càng về đối tác và tốt nhất là nên duy trì những mối quan hệ lâu năm, đáng tin tưởng, thận trọng với người mới quen biết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên bạn vẫn cần phải chú ý đến thể trạng của bản thân, cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu như bạn tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Hãy ra ngoài thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Lái xe cần chú ý xảy ra bất trắc. Các quý vị gia chủ Bính Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của tuổi Bính Thìn có dấu hiệu đi xuống, xuất hiện nhiều trục trặc, mâu thuẫn phức tạp. Với người đã có đôi hoặc lập gia đình, vợ chồng dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, giữ hậm hực trong lòng và chỉ chờ đợi thời cơ là bùng nổ. Nguyên nhân cũng bởi vì cả hai quá bận rộn với công việc của riêng mình nên có ít thời gian trò chuyện, tâm sự và chia sẻ với nhau. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, cả hai dần hình thành thói quen tự giải quyết vấn đề một mình thay vì chia sẻ với nửa kia. Và đến khi mọi chuyện vỡ lở mới khiến lòng tin lung lay, thay vào đó là sự nghi ngờ, ghen tuông khiến cho mối quan hệ đứng trên bờ vực đổ vỡ. Với người độc thân, cơ hội cải thiện tình trạng lẻ bóng trong năm nay của bản mệnh không nhiều, bạn cũng trở nên bị động và không muốn chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình. Cho dù có đang ở trong một mối quan hệ thì cũng vì sự mập mờ mãi không có tiến triển mà nảy sinh ra sự chán nản, duyên đến lại đi khó thành. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Bính Thìn trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 6 năm 2022, tức ngày 8 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 6 năm 2022, tức ngày 20 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thìn. Và trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Thìn trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 6 năm 2022, tức ngày 7 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Dậu, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 6 năm 2022, tức ngày 19 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Dậu, có nạp âm Kiếm Phong Kim.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ đến số hotline đang hiển thị trực tiếp trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Bính Thìn 1976 trong tháng 6 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên chúng ta nhận được những kiến thức bổ ích nhất từ kênh Phong Thủy Gia Cát. Để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và chúng ta hãy cùng theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Còn trong video này thì đành phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.